xin chào tất cả các bạn và đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với lại bạn Thu Hà để biết được rằng cái quá trình làm hồ sơ của bạn như thế nào, cũng như là vì sao bạn lại chọn Mỹ để làm điểm đến du học của mình nhé. Chị xin chào Thu Hà. Dạ em chào chị. Thu Hà có thể giới thiệu với các bạn về bản thân của em được không? Xin chào các bạn, mình tên là Đỗ Thị Thu Hà, năm nay mình 18 tuổi và hiện mình đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đến từ Tây Ninh và mình vừa lấy được visa xin đi du học Mỹ. Và thời gian rảnh của mình thì mình thường nghe nhạc, xem phim, lướt Facebook vân vân, cũng như những bạn trẻ bình thường thôi. Rồi, cho chị hỏi một chút với là lý do vì sao em lại chọn Mỹ để làm điểm đến du học của mình. Tại vì ước mơ của mình là trở thành một cái nhân viên giỏi của tập đoàn Coca-Cola, là nó đòi hỏi rất là nhiều cái bằng cấp tốt cũng như là về cái lượng kiến thức phải là cao. Vì vậy nên mình quyết định là đi du học. Và Coca-Cola là một cái nhãn hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ, nên Mỹ đó chính là cái điểm đến của mình. Và bên cạnh đó thì Mỹ là cái đất nước mà có rất là nhiều trường đại học nằm trong top 200 trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới hơn những nước khác. Và mình tin rằng là với cái nền giáo dục tốt của họ cũng như là cái sự đa dạng trong nền văn hóa sẽ giúp mình hoàn thiện bản thân mình hơn và sẽ đưa cho mình nhiều cái kỹ năng hơn để mình có thể hiểu được khách hàng của mình về sau. Rồi, nếu vậy cho chị hỏi là cái lộ trình khi em qua Mỹ học thì nó sẽ như thế nào vậy ạ? Trong 3 tháng đầu thì em sẽ học chương trình tiếng Anh ESL ở tại cao đẳng cộng đồng Houston. Và sau đó em 2 năm tiếp theo thì em sẽ học ngành chuyên ngành quản trị kinh doanh ở tại cao đẳng cộng đồng Houston. Và 2 năm cuối thì em sẽ chuyển tiếp lên trên hệ đại học của Texas Westland University. Trường của em là trường cao đẳng cộng đồng Houston thì nó có đã có gần 40 năm trong việc giảng dạy và được công nhận bởi Southern Association of College and School and và nó nằm trong top 2 của những cái trường đại học mà lớn nhất ở trong khu vực cũng như là trong top 10 của các trường đại học mà lớn nhất cả nước Mỹ. Rồi hàng năm thì nó có 70.000 sinh viên theo học và có gần 6.000 sinh viên quốc tế. Rồi nó thì cái chuyên ngành quản trị kinh doanh của em mà theo học á thì nó là cái chuyên ngành mà đứng hàng thứ nhất của 8 cái chuyên ngành thế mạnh của trường, và cũng như là cái trường này nó nằm ở trong cái trung tâm thành phố Houston, nó rất là thuận tiện cho em để di chuyển khắp nơi. Em ở Texas thì cái thời tiết của em thì nó rất là khá giống ở thời tiết ở Việt Nam, thì mùa hè của nó chỉ từ ở Texas á, thì mùa hè chỉ từ 28 đến 30 độ, rồi mùa đông thì ấm áp. Còn tại cái thành phố Houston mà em học á thì mùa hè là chỉ trên 30 độ thôi, còn mùa đông thì khoảng 16 độ C. Nó rất là thuận tiện cho em. Rồi, cho chị hỏi qua đâu thì biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Em đã từng có người thân làm ở tại Tân Đại Dương và họ đã giới thiệu cho em. Và em đã đến đây gặp các anh chị tư vấn và họ đã thuyết phục em làm cái hồ sơ tại Tân Đại Dương. Mấy anh chị ở Tân Đại Dương rất là nhiệt tình giúp đỡ cho mình. Họ đã đưa cho em rất là nhiều thông tin về cái trường mà em muốn học. Và em được sắp xếp những cái buổi học với anh Khôi. Rồi em sau khi mà em đã học tiếng Anh, sau khi em dịch tiếng Anh được rồi, em chuyển lên học với lại các anh chị phỏng vấn. Thì em được mấy anh chị trên đây phỏng vấn đi phỏng vấn lại rất là nhiều, tạo cho mình mình quen dần với cái việc phỏng vấn. Em thấy đó là một điều rất là tốt ở Tân Đại Dương. Em học với anh Bảo Anh là được may mắn là được 2 buổi, thì anh ấy đã dạy cho em được có là cái sự tự tin. Anh ấy làm cho mình, anh ấy phân tích tại sao mà mình không nên sợ lập sự quán nữa, phân tích những cái điều rất là hay và làm cho mỗi người cảm thấy tự tin hơn và tràn đầy năng lượng để đi phỏng vấn. Nếu mà em có bạn mà có ước mơ mà đi du học thì em sẽ giới thiệu đến Tân Đại Dương, vì Tân Đại Dương là một địa chỉ rất là uy tín và chất lượng. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Thu Hà ha, và mong là trong tương lai thì em sẽ thực hiện được ước mơ của mình nha. Vâng, và vừa rồi thì các bạn đã lắng nghe được những chia sẻ của bạn Thu Hà về lý do vì sao bạn lại chọn Mỹ làm điểm đến du học và cũng như là những ước mơ trong tương lai của bạn như thế nào. Và những bạn nào đang có ý định đi du học Mỹ thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, để xem thêm những clip về chia sẻ của các bạn học sinh, các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.